Ăn mã này thì là mã cổ mà nó sẽ ngắn hơn một chút và nó sẽ không được đẹp. Và đến đây là cái mã sâm hoàng giá, cái mã sâm hoàng giá cổ dài này, cái loại mà hôm vừa rồi em vừa về đó. Cái mã này thì em cũng bán gần hết rồi, em chỉ còn có mấy củ thôi. Được kính chào quý cô bác anh chị. Thì ngày hôm nay trên màn ảnh nhỏ của mọi người đây, nó là tất cả là 6 loại sâm hoàng dã mà hiện tại trong nhà em đang có. Thì ngày hôm nay em muốn làm một cái bài gọi là bài so sánh. Thứ nhất là về giá, thứ hai là về độ già, về độ đẹp và về chất lượng của những cái mã sâm này cho quý cô bác anh chị xem. Cái 6 cái mã sâm ở trên màn ảnh của mọi người đây đều là 6 cái mã sâm hoang dã, để cho mọi người có thể hiểu thêm hơn về tất cả những cái mã sâm hoang dã mà hiện tại ở gia đình em đang có. Cái thời gian gần đây thì em không về hàng VIP, bởi vì do là hàng VIP cái mùa này nó đang giá của nó đang rất là cao. Ngày hôm nay em sẽ làm cái bài so sánh 6 cái mã sâm hoang dã này cho quý ba anh chị xem trước, và sau này khi nào mà có những cái mã sâm VIP hoàng gia đẹp thì em sẽ tiếp tục làm và so sánh để cho quý cô anh chị theo dõi. Đó, đầu tiên thì em xin giới thiệu qua cho quý cô anh chị hiểu hơn. Đó, cái mã này thì nó gọi là mã sâm hoàng gia cổ dài dễ tơ. Mã này thì là mã sâm hoàng gia của như bọn em ấy, thì theo dịch theo tiếng Trung thì gọi là mã sâm hoàng gia cổ còn, bởi vì cổ của nó quá dài luôn và nó rất là già. Đó, tiếp theo thì cái mã này cũng là một mã sâm hoàng gia cổ dài, nhưng mà nó dễ tơ nhưng cổ nó hơi ngắn hơn một chút. Mã này là một mã sâm hoàng gia cổ dài, hàng này thì rất già nhưng không thể so sánh được với cái hàng này. Tiếp theo đó là cái mã này, nó gọi là mã sâm châu ăn. Mã này thì là mã cổ mà nó sẽ ngắn hơn một chút và nó sẽ không được đẹp. Và đến đây là cái mã sâm hoàng gia cổ dài và rẻ nhất trong chỗ này. Đó, thì đầu tiên này chúng ta có thể cảm quan, chúng ta sẽ so sánh về độ tuổi trước mọi người ạ. Đó, nếu nói về độ tuổi thì chúng ta sẽ có cái mã sâm hoàng gia cổ dài này, cái loại mà hôm vừa rồi em vừa về đó. Cái mã này thì em cũng bán gần hết rồi, em chỉ còn có mấy củ thôi. Cái hàng này thì là cái cổ của nó rất là dài, độ tuổi của nó thì trên khoảng tầm 35 năm trở ra. Và một cái củ sâm như thế này chúng ta sẽ cho một cái cổ nó còn dài hơn củ rất là nhiều, phần thân củ dài hơn rất là nhiều, độ tuổi rất là cao. Tiếp theo, độ tuổi cao tiếp theo ấy, thì chúng ta sẽ có cái mã này. Đấy, quý cô bác anh chị có thể quan sát cổ rất là dài. Cái mã này thì nó cũng sẽ được khoảng tầm cỡ 30 năm tuổi đấy. Đó, nó rất là dài để mà có thể đạt được cái độ tuổi này. Tiếp theo là xem là cái mã này. Cái mã này thì vân sâm đốt sâm rất là già, và cái hàng này nó luôn rất là tự nhiên ở cái chỗ là vân sâm rất là dày, cổ rất là già, mầm lại còn rất là đẹp. Cái hàng này thì cái vân sâm này trên này vân mùn, mọi người nhìn trên màn ảnh thì nó rất là rõ về cái vấn đề vân sâm. Và chúng ta sẽ có thêm cái mã này là cổ cũng rất dài nhưng vân sâm của nó sẽ không được dày bằng, thì cái độ tuổi nó chỉ khoảng gần 20 đến 25 năm thôi. Đó, tiếp theo cái mã này đi, mã sâm sâu ăn này. Mã sâm sâu ăn này cũng sẽ là 20-25 năm, nhưng vì này, cái rễ này của nó rất là xấu. Đó, nhưng cái cổ của nó cũng khá là dài, nó rất là đẹp, nó đang có mầm. Đó, em mua cái đợt này về thì hầu như là đang là có mầm hết. Và cái mã này là nó là một cái mã mà cũng là 20-25 năm đấy, nhưng lý do tại sao, bởi vì nó là một cái mã mà hàng xô chọn cổ dài cổ ngắn lẫn lộn nhau, nên là thành ra là nó sẽ không thể nào mà chúng ta có thể đánh giá cái mã này là cao tuổi được. Đó, đấy, ở trên màn ảnh thì mã này mã già nhất, mã này đến mã này, rồi thì mã này, rồi mã này mã cuối cùng. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ nói về giá nhá. Giá thì cái chắc chắn cái hàng này thì sẽ là cái giá cao nhất rồi. Bởi vì tại sao? Bởi vì thứ nhất là độ già, thứ hai là mình nói độ đẹp là cực kỳ hiếm. Mã này cực kỳ hiếm, muốn mua được khoảng tầm cỡ 3 cho tới 5 cân thì cũng rất là ít. Em hôm vừa rồi phải rất là may mắn thì mới mua được 1 cân. Đó, mua được 1 cân, và về Việt Nam thì cũng rất là nhiều quý cô anh chị đã hỏi mua và muốn lấy cái hàng này. Tiếp theo ấy, thì cái
giá thì cái hàng này thì nó đã chỉ giá khoảng 25 triệu trên một cân đó. Tiếp theo là cái ma này, nếu mà chọn to chúng ta sẽ có 5 triệu, vừa như trên màn ảnh đây thì là khoảng 4 triệu 7 4 triệu 8, và đến cái mã này cũng là phải 5 triệu. Mã này thì là 3 triệu rưỡi. Mã này chúng ta sẽ có là giá hàng như trên màn ảnh đây thì là giá 2 triệu rưỡi, và mã này thì là 1 triệu 8 đó. Thì mọi người biết là nếu nói về giá thì nó đang có sự chênh lệch rất là nhiều rồi tất cả các bạn. Và tiếp theo ấy là chúng ta sẽ có thêm một chút đó gọi là về cái gọi là độ đẹp nhé. Thì nếu nói về cảm quan, cái hàng 5 triệu này và hàng này thì giống nhau, nếu nói về dễ nó sẽ đẹp với nhau. Nhưng nếu ai đã từng chơi thì mọi người chơi vừa tầm túi tiền thì chúng ta nên chơi cái hàng này đó. Còn đâu nếu mà muốn xuất chúng thì chúng ta nên chơi cái hàng này. Và tiếp theo đó là chúng ta muốn cổ dài tầm vừa tiền thì chúng ta chơi cái mã này. Nếu thật sự là lên đến cái tầm mà còn thật sự đam mê thì chúng ta chơi cái mã này rất đẹp đó. Còn đâu thì chúng ta có thể ngâm bình không cần phải sắp xếp, chúng ta ngâm mã này và mã này. Vừa túi tiền thì chúng ta ngâm mã này, còn muốn to đẹp hơn một chút thì chúng ta sẽ ngâm mã này, được chưa? Đó. Và chúng ta có thể nói thêm một chút là ở chỗ này như này, nếu để mà ăn ngon ấy thì ăn ngon nhất thì em thấy cái mã này ăn rất là ngon, và mã này ăn cũng rất là ngon. Hai cái mã này nhé, hai cái mã này không bị sốt, không bị sốt. Nhưng cái mã này thì nó sẽ hơi sốt một chút. Cái mã này nó cũng sẽ, mã này thì không sốt nhưng nó sẽ cái vị của nó ấy, nó sẽ chỉ thanh và hơi đắng, sau nó mãi sau nó mới ngọt. Nhưng cái mã này ăn vào ấy, nó sẽ ngọt ngay này, ngọt ngay này. Còn cái mã này này thì nó sẽ có một cái mùi thơm hơi khác lạ một tí đó. Đấy, nếu mọi người ăn và mọi người cảm quan. Còn nếu nói về cái mã này thì nó ở cái tầm trung trung đấy, vì nó khoảng 3 triệu rưỡi thì nó ăn tầm trung trung. Cái vị của nó cũng rất là thơm ngon và đặc biệt, đấy là ở cái chỗ đấy. Và nếu ngâm rượu nhá, nếu mà chúng ta thích chơi đẹp thì chúng ta sẽ chơi hai cái mã này đi, hai cái mã này đấy, ngâm rượu chúng ta sẽ chơi hai mã này rất đẹp. Và cực đẹp thì chúng ta chơi mã này, bởi vì sao, đã thích thì cái tầm cổ này thì mọi người lên bình thì không thể chê được đâu mọi người ạ. Đó, còn đâu nhá, nếu cái mã này thì trông nó rất là có một cái gì đấy chiều rất là sâu, bởi vì sao, cái cổ của nó rất là to và nó dài đấy, nếu mà để lên nó thi vào tết bình. Còn những cái mã này thì chúng ta cứ lên thả vào trong bình là chúng ta chơi cũng rất là đẹp, nhìn nó rất là hoành tráng luôn đó. Nếu mà để đánh giá thì về cái chất lượng thì với em ấy, thì đã là sâm hoang dã và đạt trên độ tuổi hơn 20 năm thì nó sẽ có một cái gì đấy, cái hàm lượng saponin thì nó sẽ có một chất lượng, nó cũng sẽ giống nhau thôi, chứ nó không khác xa nhau quá nhiều. Chỉ có là cái hàng này này, như cái hàng này và cái hàng này, hàng này, ba cái hàng này khi mà lên bình chúng ta không cần quá nhiều rượu đâu. Chúng ta có thể ngâm rất nhiều rượu. Đấy, cho em xin lỗi, chúng ta có thể ngâm rất nhiều rượu bởi vì sao, trong cái hàm lượng của nó, cái phần trăm saponin của nó rất là lớn. Còn đâu tỷ lệ thành phần của saponin của những cái này thì nó đều giống nhau, của ba cái này đều có những cái saponin này, chúng đều có nhau cả. Nhưng cái mã, có thể cái mã này này là nó sẽ có một cái hàm lượng saponin cao hơn so với hai cái mã này một chút, mà cái mã này lại rẻ hơn mã này. Đấy, nhưng nếu mà nói về so sánh thì cái mã sâm thì thường thường là về cái vấn đề giá nó rất là chênh lệch nhau ở chỗ đấy. Đó, nên là mọi người muốn chơi sâm thì mọi người nên tìm hiểu một chút. Mọi người có thể xem video của em, sau đó mọi người có thể nhắn tin kết bạn Zalo của em để mọi người có thể tìm hiểu hơn, để mọi người chơi. Thứ nhất vừa tầm tiền, thứ hai là nằm trong cái khả năng của mọi người. Đó, đấy, nên là vậy, nên là hôm nay em phải làm cho bạn so sánh như vậy. Đó, nếu mà để nói dễ hiểu nhất ấy, thì đầu tiên là chúng ta phải nói về vấn đề kinh tế. Vấn đề kinh tế thì nếu chúng ta thật sự là một người kinh tế tốt và muốn chơi sâm đẹp thì chúng ta nên chơi sâm này. Còn vừa tầm thì chúng ta sẽ chơi mã này, mã này, mã này. Còn đâu ấy, cứ vui vẻ chúng ta cứ mã này và mã này, là hai mã này, vừa uống được vừa ngon, chúng ta có thể chơi rất là rõ ràng. Đó, ví dụ đấy, thì mọi người có thể, em chia sẻ video này này thì ngắn một chút để cho mọi người hiểu nhanh về những cái mã sâm hoang dã ở bên nhà em.
Thì thực ra thì những cái mã sông Hoàng Gia này để mà tìm thì gia đình nhà em chắc là có những cái mã sông Hoàng Gia nhiều nhất ở trên thị trường của Việt Nam. Và hiện tại và bọn em đang có số lượng rất là nhiều để mà có thể về phục vụ quý ba anh chị, luôn luôn sẵn các mã sông Hoàng Gia để phục vụ quý ba anh chị. Đó. Thì nếu ví dụ ai có nhu cầu thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại 0368 980 859, hoặc kết bạn Zalo với em theo số điện thoại đấy, hoặc mọi người có thể gọi vào số 0941 632 236, thì em sẽ tư vấn cho mọi người để mọi người có thể hiểu hơn để chơi những cái mạng sân mọi người. Đó, còn đâu thì cái video so sánh này thì em xin dừng ở đây. Có thể một vài hôm nữa em sẽ làm vài cái video so sánh từng loại với nhau để cho quý cô ba anh chị có thể rõ và hiểu phân biệt được không. Đó, còn video thì em xin kết thúc ở đây. Rất là cảm ơn quý cô ba anh chị đã theo dõi video của em. Kính chúc mọi người một ngày mới làm việc vui vẻ, buổi tối bên gia đình hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người video sau.